time, I need time to win back your love again. I'll be there, I'll be there. Đổi liền. Gì? Đổi liền. Xuất sắc. Quá hay. Đổi không, quyết định đi. Đổi. Đổi đi chị. Đổi. Đồ dạ, đổi. Tụi em quyết định đổi. Suy nghĩ chưa? Dạ rồi. Nhưng mà chị kia nhìn quen lắm, nhìn quen lắm. Chị kia làm rất nhiều nghề, mình sẽ có sự ấy. Ấy gì? Vấn đề người ta giới thiệu người ta là nghề gì mới quan trọng. Đúng rồi. Ca sĩ. Người ta người mẫu mà người ta có tài. Dạ. Người ta có nghĩa là người ta hoa hậu hay gì mà người ta có tài năng, người ta muốn được. Ông này là ca sĩ chắc luôn cái gì? Ông này là ca sĩ. Đổi. Là ca sĩ. Dạ đổi. Dạ đổi. Quyết định đổi đúng không? Đổi. Xuất sắc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn thật của ca sĩ Bí Ẩn số 7. Wow, quá đẹp trai, ca sĩ. Đẹp trai quá. Xin ví dụ rồi chị ơi. Hình như anh Đức thì phải. Không phải, như anh Lan Thành đúng không? Không ạ. Đêm nay là giây phút cuối rồi. Mình sẽ mãi cánh rời. Hãy nói đi anh, ngàn lời trong đáy tim mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau. Trời ơi, hay vậy. Cố nâng tay em mà sao chỉ thấy buồn. Cũng yêu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt. Tiếng mai hương xưa ngày nào còn có nhau, giờ đây mai chia ly hai đứa hai phương trời. Bên nhau làm gì khi chẳng bởi vì người đã hết.